Xin chào các bạn, sau cái kèo đào Ice Network cũng kiếm được kha khá, mình kiếm được hơn 1.000, thì hôm nay anh em xin giới thiệu với các anh em một cái kèo khác, đó là coi sàn AZ Corner ví web 3. Cái này thì nó giống như kiểu là sàn OKX các bạn ạ. Kèo này thì hứa hẹn thì cũng lượng được giá khá là cao, chưa biết cao mức độ nào, nhưng mà nếu mà được ăn như Ice Network thì mình nghĩ cũng là một cái phần thưởng khá là xứng đáng. Thì các bạn có thể tải xuống cái ứng dụng AZ Coiner, hiện nay thì đang có sẵn ở trên iOS hoặc là Android, và đăng nhập bằng cái tài khoản Google của các bạn. Link tải cho app Android và iOS các bạn có thể xem ở phần phía dưới mục mô tả của clip này. Đây, nó là cái link này các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể nhập tải các cái ứng dụng AZ Coiner ở trên iOS hoặc là Android, sau đó nhập cái mã mời InvestTV88 này các bạn nhé. Sau đó thì các bạn chọn tên người dùng theo tên của các bạn. Cái đấy thì các bạn sẽ dùng để làm mã giới thiệu để các bạn tuyển những cái bạn đào cấp dưới của các bạn. Sau đó thì các bạn nhập cái mã giới thiệu code là InvestTV88 giống như là mình vừa giới thiệu ở trên. Sau đó thêm vào phần trên trang chủ thì các bạn ở đây thì nó sẽ lúc mà hết phiên khai thác nó sẽ có một kết nối để các bạn có thể bắt đầu vào cái phiên khai thác. Nó cũng sẽ giống như Pi thôi các bạn ạ, 24 giờ khai thác một phiên. Mình chạy cái app này 24/7 nên các bạn yên tâm nhập mã mời để nhận thêm tốc độ từ mình nhé. Đấy, coi như là các bạn, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách đăng ký và đào cái đồng coin AZ Coiner này. Rất dễ phải không các bạn? Thì các bạn nên tiếp cận AZ Coiner ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ những đối tác uy tín nhất như là CoinMarketCap này, CoinEcho này, Zstar Chain này, BingX này, cộng với quỹ đầu tư 12,5 triệu đô la Mỹ từ Baccalas Diamond cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận AZ Coiner cũng như là cái đồng coin là AZC token trong thời điểm hiện tại. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký và đào AZ Coiner này nhé.